Giải vô địch ném trứng thế giới năm nay được tổ chức trong một ngày đẹp trời ở vùng nông thôn Lincolnshire yên bình của nước Anh. Có thể nói, đây là một cuộc thi vẫn còn khá mới mẻ với không ít các hoạt động kỳ quái. Những trò chơi trong đó bao gồm ném trứng bằng máy bắn đá từ thời Trung Cổ, ném và bắt trứng, ném trứng vào vị trí định sẵn. Ngoài ra, giải đấu này còn có một trò chơi đặc biệt mang tên Russian Roulette. Mỗi hiệp đấu sẽ có 6 quả trứng, trong đó có 5 quả đã luộc và 1 quả trứng sống. Người chơi sẽ phải chọn từng quả để đập vào chán, và nếu ai chọn phải quả trứng sống trước thì người đó sẽ thua. Mọi người vẫn cho rằng ném trứng không phải là một môn thể thao thực thụ. Tuy nhiên điều này không đúng. Nó không giống như bộ môn ném lao, vốn chỉ cần một người chơi ném một ngọn lao xuống một bãi đất. Ở đây, cuộc thi ném trứng cần có 2 người, một người ném và một người phải bắt ở một khoảng cách rất xa. Nó rõ ràng là một môn thể thao độc lập, khác biệt so với các bộ môn khác. Bộ môn ném trứng bắt nguồn từ nhiều thế kỷ trước, khi con người phải ném trứng từ bờ bên này qua một con sông bị ngập lụt cho những người ở bờ bên kia để làm thức ăn. Năm nay, cạnh tranh cho chức vô địch là những đội đến từ Ireland, Đức, Hà Lan và Nhật Bản. Ném trứng không hề đơn giản. Trước hết, bạn phải chắc chắn rằng mình không ném thẳng quả trứng, như thế tốc độ ném sẽ rất cao. Bạn phải ném trứng theo đường cong và phải xác định nơi mà quả trứng sẽ rơi xuống. Thông thường, mỗi giải đấu như thế này sẽ phải cần đến rất nhiều trứng. Tuy nhiên, hầu hết trong số đó đều là những quả trứng đã được để lâu hoặc không còn đủ tươi sống để ăn.